lời kể của nhân chứng trong thảm kịch bạo loạn bóng đá Indonesia. Nghệ An lũ quét đổ về trong đêm, nhấn chìm thị trấn Mường Xé. Đêm không ngủ của người cha nạn nhân mất tích vụ sập sàn công trình cầu Mỹ Thuận 2. Khâm phục nam sinh Thái Bình đầu tiên đạt quán quân đường lên đỉnh Olympia 2022. Chìa khóa phát hiện sớm sốt xuất, xuất huyết, phòng ngừa biến chứng nặng xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống bản tin ngày hôm nay sẽ bắt đầu với những thông tin liên quan đến vụ bạo loạn ở giải vô địch bóng đá quốc gia indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng được biết số người tử nạn không chỉ dừng ở con số ban đầu theo nhân chứng sống sót kể lại cảnh sát đã bắn hơi cay khiến cổ động viên cuống cuồng tìm lối thoát khỏi sân và dẫm đạp lên nhau tử vong khung cảnh vô cùng hỗn loạn trên sân bóng đá indonesia sẽ được chúng tôi tái hiện ngay sau đây thảm kịch bạo lực trên sân Kaju Ruhan trong trận đấu giữa Arema và Persebaya tối ngày 1 tháng 10 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 127 người, bao gồm 125 cổ động viên và hai cảnh sát. Số người tử vong đã tăng lên 174 người, trong khi hơn 100 người bị thương đang được điều trị tích cực tại 8 bệnh viện. 11 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là một trong những vụ bạo lực có số thương vong lớn nhất lịch sử bóng đá. Theo Resqui Waju, một cổ động viên của Arema may mắn thoát khỏi trong vụ bạo loạn. Các khán giả quá khích và cảnh sát đã có xô xát sau khi trận đấu kết thúc. Cổ động viên Arema bất bình với phong độ của đội nhà dẫn đến mất bình tĩnh. Đây là ngòi nổ của thảm kịch. Resqui nhớ lại, ban đầu trận đấu diễn ra suôn sẻ và an toàn, không có bất cứ điều bất thường nào. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, cổ động viên chỉ đôi ba lần tạo ra đôi chút huyền náo. Mọi sự cố đều ở trong tầm kiểm soát của lực lượng an ninh. Bạo loạn bắt đầu bùng phát khi trận đấu kết thúc. Arema thua chung cuộc 2-3 trước Persebaya. Theo Resqui, các cầu thủ Arema rất thất vọng với trận thua. Ban huấn luyện các cầu thủ chủ nhà đã tiến đến sát khán đài để xin lỗi cổ động viên. Tuy nhiên điều này không thể xoa dịu cơn giận của khán giả. Resqui chia sẻ, một số cổ động viên quá khích đã bày tỏ sự thất vọng với cầu thủ Arema. Johannes Alfagiers, cầu thủ thủ biên chế Arema, cố gắng phân trần về thất bại. Nhưng càng về sau, sự vận động càng hỗn loạn các khán giả nhà đã rất thất vọng với cầu thủ. Cũng theo nhân chứng này, tình hình trở nên xấu đi khi cổ động viên mất kiểm soát và bắt đầu ném đồ đạc xuống sân. Các cầu thủ của hai đội sau đó được dẫn vào phòng thay đồ. Sau khi cầu thủ rời sân, các cổ động viên càng lúc càng quá khích và tràn xuống sân nhiều hơn. Lực lượng an ninh đã nỗ lực đẩy lùi nhóm cổ động viên khi dùng khiên tác động vào người những kẻ làm loạn. Tuy nhiên, khi cảnh sát trấn áp cổ động viên ở khán đài phía Nam, các cổ động viên ở khán đài phía bắc đã tràn xuống tấn công lực lượng an ninh thảm kịch xảy ra khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay khiến các cổ động viên hoảng loạn tìm cách rời sân hàng chục quả đạn hơi cay đã được bắn vào cổ động viên mọi ngóc ngách của sân được bị bao vây bởi hơi cay vì hơi cay phía trên khán đài cổ động viên hoảng loạn họ chạy tìm lối ra nhưng tiếc là lối ra chật cứng người Bresky nhớ lại bầu không khí hỗn loạn. Nhiều phụ nữ, người già và trẻ nhỏ bị ngột ngạt và bất lực giữa dòng người. Họ không thể chen vào đám đông để rời khỏi sân. Hơi cay khiến nhiều người nghẹt thở. Cảnh sát bắn hơi cay từ nhiều hướng và khiến tất cả chen lấn nhau chật cứng. Các cổ động viên đã tử vong vì dẫm đạp lên nhau trong lúc cố tìm đường rời khỏi sân. Một số khán giả còn đốt xe của cảnh sát. Hai nhân viên an ninh đã qua đời sau khi cố ngăn cản đám đông bóng đá indonesia từ lâu vốn đã được biết đến với mức độ máu lửa của các cầu thủ trên sân cũng như tinh thần cuồng nhiệt của các cổ động viên trên khán đài tuy nhiên một bạo loạn mới đây được coi là chưa từng có trong lịch sử về mức độ khủng khiếp của con số thương vong chắc hẳn những cổ động viên trong cuộc sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hãi xảy ra sau trận thua của arema hôm đó thưa quý vị và các bạn đã vài ngày trôi qua kể từ khi cơn mưa lớn trút xuống giải đất miền trung bà con nơi đây còn phải chịu những trận lũ kinh hoàng nước dâng ngập hết mái nhà vừa qua người dân thị trấn mường xén huyện kỳ sơn nghệ an đã phải hứng chịu trận lũ quét khủng khiếp nước chảy mạnh như thác đổ khiến nhiều nhà bị ngập sâu những hình ảnh ghi lại được từ trận lũ quét khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng và cảm thương với người dân nghệ an Sáng ngày 2 tháng 10, nhiều người dân đã phát video trực tiếp ghi nhận tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn chảy về, kéo theo đất đá, cây cối quét qua nhiều nơi trên địa bàn. Theo hình ảnh từ các clip công trào của một cơ quan tại trung tâm thị trấn Mường Xén, nước dâng cao lên sát mái. Chị Huyền Hà đang phát livestream tại hiện trường lũ quét cho biết, từ sáng sớm nay, nước lũ bắt đầu dâng cao từ sông, dịch chuyển và nhấn chìm nhiều tuyến đường thị trấn Mường Xén, Lũ quét lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều xe máy ô tô chìm trong biển nước. Chị Hà nói, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh nước dâng lên nhanh, chảy xiết kinh hoàng như thế. Nhiều đồ đạc nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi. Từ đêm qua tới giờ, mưa to, không ai dám ngủ. Lúc 6 giờ sáng, nước chưa lên cao và mới chỉ bắt đầu vào lúc này. Cũng theo chị Hà, nhà bố mẹ chị bị ngập ngang mái, cả nhà di chuyển tránh lũ bị tắc lại trên quả đồi, không thể di chuyển được. Anh Cường, nhà trên tuyến đường quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Mường Xén cho biết, sáng nay quốc lộ 7 đoạn qua khu vực khối 3, cơ quan huyện ủy của thị trấn nước lũ như thác đổ, gây tê liệt hệ thống giao thông, nhiều người dân không dám ra khỏi nhà. Trả lời qua điện thoại, một lãnh đạo huyện Kỳ Sơn Nghệ An cho biết, có 3 nhà dân ở xã Tà Cạ bị lũ cuốn sập, may mắn người dân kịp thoát ra ngoài, hàng chục nhà dân cùng nhiều công sở ở thị trấn Mường Xén bị ngập. Hiện chính quyền địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Nước dâng cao và rút chậm đã khiến mọi hoạt động ở thị trấn Mường Xén, Nghệ An gần như tê liệt. Nhiều người dân rơi vào cảnh tay trắng, thậm chí mất gia đình người thân. Nhưng ám ảnh từ trận lũ quét có lẽ không bao giờ quên được đối với người dân. Mong rằng với sự nỗ lực của chính quyền và lực lượng cứu hộ sẽ không có người dân nào thiệt mạng thêm nữa và bà con Nghệ An sẽ sớm khắc phục được hậu quả do mưa lũ. Thưa quý vị, một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên công trình cầu Mỹ Thuận 2 ở Vĩnh Long là một người mất tích đã khiến dư luận hết sức hoang mang. Nhận được tin con trai rơi xuống sông mất tích, trong lúc làm việc tại công trình này, ông Trần Ngọc, cha nạn nhân đã tức tốc từ Thứ Thiên Huế vào Vĩnh Long, trắng đêm chờ đợi đội cứu hộ tìm kiếm. Sáng ngày 2 tháng 10, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong sự cố dập sàn công trình cầu Mỹ Thuận 2. Khi thấy chiếc cano nào chạy tới trụ cầu, ông Trần Ngọc, cha của anh TTC 29 tuổi quê ở Huế đều hớt hải chạy đến hỏi thăm tung tích của đứa con mình. Trắng đêm, ông Ngọc không thể chợp mắt khi chưa tìm thấy anh C. Ông Ngọc chia sẻ, từ 30 tháng 9 tôi nhận được cuộc gọi nói con tôi trong lúc kiểm tra sản thi công công trình gặp nạn. Tôi và vợ ngã quỵ. Do đường giá xa, xa xôi không có chuyến bay thẳng từ Huế vào đây, sáng hôm sau tôi đi xe ra Đà Nẵng để bay vào với hy vọng sớm tìm kiếm được con. Cha của nạn nhân cho biết, ông có bốn người con, trong đó C là con cả. C làm công trình xây dựng được hơn 6 năm, do đi làm xa nên mỗi năm con chỉ về nhà được một hai lần. Ông ngọc nghẹn ngào nói: "Tôi biết hy vọng mong manh vì nghe nói lúc C rơi xuống sông, nước chảy xiết lắm, con tôi lại không biết bơi. Tôi chỉ mong đội cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy con." Đồng nghiệp cho biết, anh C Hiền Lành siêng năng, cách đây 2 năm anh sẽ lấy vợ cùng quê, rồi sau đó đưa vợ vào Vĩnh Long sinh sống, cả hai chưa có con. Chứng kiến toàn bộ vụ việc hôm xảy ra sự cố, anh Dương Văn Nờ, kỹ sư thi công khổ đúc K1, công ty cổ phần xây lắp máy Trung Nam ENC cho biết, ba công nhân gồm anh TTC quê ở Huế, anh HST quê Nghệ An và TVQ ngụ tỉnh Tiền Giang đang làm việc tại trụ T16 cầu Mỹ Thuận 2 phía Vĩnh Long, thì bất ngờ sàn tiếp cận vận thang bị sập làm cả ba rơi xuống sông. Anh Nờ kể, anh HST và anh TQV biết bơi nên tàu của công trình có mặt vớt được, còn anh C trồi lên được 3 lần Dù anh em ở trên quang phao cứu sinh xuống Nhưng do nước cuốn trôi Anh C không với được nên bị chìm Sau đó đơn vị đã huy động hơn 10 chiếc tàu Tìm tung tích nạn nhân cả đêm Nhưng cũng không thấy Hiện công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với chủ đầu tư Tổ chức tìm kiếm người mất tích Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thưa quý vị, có lẽ như lời của gia đình, hy vọng sống sót của nạn nhân đến thời điểm này là vô cùng mong manh. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân sống số đã gặp nạn trong vụ sập sàn công trình cầu Mỹ Thuận 2. Và đây cũng là dấu hỏi rất lớn trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong những công trình xây dựng. Và mọi thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, sau 21 năm phát sóng, đường lên đỉnh Olympia đã phát hiện ra rất nhiều nhân tài trên khắp giải đất hình chữ S. Đạt được vòng nguyên quế của chương trình luôn là niềm mơ ước của hàng triệu học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Mới đây, đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã chính thức tìm ra nhà vô địch. Đó là nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường trung học phổ thông Bắc Duyên Hà Thái Bình. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về chàng trai này ngay sau đây. Vâng, chung kết đường lên đỉnh Olympia 2022 bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10 cùng với Nguyên Vũ là ba nhà leo núi khác: Vũ Bùi Đình Tùng, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng; Bùi Anh Đức, trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La; Vũ Nguyên Sơn, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Đặng Lê Nguyên Vũ là học sinh đầu tiên ở Thái Bình trở thành quán quân Olympia về Thái Bình sau 21 năm. Năm 6 tuổi, Nguyên Vũ lần đầu xem Olympia cùng gia đình trận chung kết năm thứ 11. Cậu bé sinh năm 2005, thấy anh chị rất ngầu lại được mọi người vỗ tay nên thích thú. Nhưng sau đó, Vũ mải mê và bận rộn với nhiều kỳ thi và mối quan tâm khác nhau nên không còn quan tâm tới chương trình. Đến cuối những năm cấp 2, Vũ liên tiếp thất bại ở nhiều kỳ thi, không giành giải học sinh giỏi, không đỗ trường chuyên. Vũ nhớ lại, em đã buồn rất lâu và trải qua thời gian dài chán nản, nghi ngờ bản thân. Thời điểm đó, trận chung kết Olympia năm thứ 20 diễn ra. Theo dõi chương trình, Vũ nhớ ra mình từng yêu Olympia và muốn được thực hiện ước mơ ngày xưa. Với em, đây cũng là một cách để khẳng định bản thân. Khi chia sẻ quyết định với bạn bè, và người hoài nghi Vũ, một số còn nhắc đường hạo huyền. Nam sinh chạy lòng nhưng càng quyết tâm hơn. Vũ chủ động tham gia các hội nhóm cộng đồng học sinh đã và muốn tham dự Olympia trên Internet. Em đăng ký các trận đấu tập và lên chiến thuật tự ôn luyện. Chàng trai Thái Bình trao dồi kiến thức cơ bản và nâng cao thông qua sách giáo khoa và ưu tiên phần này, sau đó tích lũy hiểu biết xã hội bằng tin tức trên báo đài. Không phải học sinh trường chuyên, nam sinh Thái Bình không cho rằng đây là bất lợi. Trái lại, em nghĩ mình có lợi thế nhất định vì thời gian học trải đều các môn và nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế mạnh của Nguyên Vũ là toán và tiếng Anh. Em cũng đang cân nhắc theo đuổi khối A00, toán lý hóa hoặc A01, toán lý tiếng Anh. Cô Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên dạy lý và là chủ nhiệm của Nguyên Vũ, đánh giá em là học sinh toàn diện. Là lớp trưởng, vụ có tố chất lãnh đạo, luôn chủ trì các sự kiện của lớp. Ngoài ra, em còn thông minh nhanh nhẹn và luôn chủ động lên kế hoạch cá nhân. Cô Yến cho biết Vũ có khả năng ghi nhớ và tiếp thu rất ấn tượng. Chỉ trong khoảng một tiếng, em có thể học khối lượng kiến thức lý thuyết vật lý của nửa kỳ. Khi nghe học trò chia sẻ về quyết định dự thi Olympia, cô Yến tin Vũ sẽ có giải. Cô Yến cho hay, tôi chưa từng thất vọng với Vũ, trước trận đấu cuối cùng tôi và nhà trường sẽ hỗ trợ em ôn tập. Dù không đỗ trường chuyên khi lên cấp 3, nhưng Vũ không bỏ cuộc, chàng trai vẫn quyết tâm học hành, ôn luyện và tự mình tìm đến cuộc thi Olympia. Trên vòng người quý danh giá trong vòng chung kết năm 2022 sẽ là phần thưởng xứng đáng với tài năng thiên bẩm và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Vũ. Với nhiều đặc quyền từ chương trình, chắc chắn Vũ sẽ còn tiến xa hơn nữa trong hành trình thu nạp trí thức và trở thành công dân tốt, cống hiến cho xã hội. Thưa quý vị, thời gian gần đây những vụ thảm án do ghen tuông mâu thuẫn tình ái xuất hiện ngày một nhiều. Hẳn nhiều người chưa quen vụ nam thanh niên bị tình địch đâm tử vong trên phố Láng Hà Nội thì mới đây tại thành phố Bắc Ninh, một vụ việc đoạt mạng tình địch cũng đang gây xôn xao dư luận. Hiện đối tượng đã bị khởi tố và công an đang vào cuộc điều tra làm rõ. Sáng sớm 19 tháng 9, người dân đi tập thể dục ở khu vực cầu Song Tháp, phường Châu Khê, thành phố Tử Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hốt hoảng phát hiện người đàn ông gục bên cạnh chiếc xe máy ven đường. Lại gần, người dân phát hiện người đàn ông này tổn thương nghiêm trọng ở ngực nên hô hoán và báo cơ quan công an. Nạn nhân là anh Trần Văn Hát, sinh năm 1976, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Tổ công tác của công an thành phố Từ Sơn khẩn trương đến hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Từ Sơn, rồi chuyển tiếp lên bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, nhưng vết thương nặng nạn nhân đã tử vong. Thông tin và hiện trường ban đầu khá giống với vụ tai nạn giao thông vì đây là khu vực các xe chở sát thường xuyên lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm. Tài sản của nạn nhân cũng không bị mất. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị tử vong do hai vết thương gây ra bằng vật sắc nhọn. Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng xác định hiện trường chính của vụ án cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 500m. Thời điểm xảy ra vụ án trời tối, đường vắng ít người qua lại. Các camera gần đó không ghi được hình ảnh gì. Có nhân chứng khai báo nhìn thấy người đàn ông đi xe máy vung tay với nạn nhân, sau đó bỏ đi. Nạn nhân vẫn tiếp tục lái xe, nên cũng không nghĩ đó là vụ án. Ra soát các mối quan hệ nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện, anh Hát có quan hệ tình ái với chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1980, chú phường Châu Khê, thành phố Tử Sơn, là người bán rau ở chợ Tháp, có phòng cho thuê trọ ở phường Châu Khê. Khi cơ quan công an mời lên làm việc, ban đầu chị P phủ nhận cho rằng chỉ biết anh Hát là người hay môi rau của mình. Khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ về việc anh Hát và P thường xuyên qua lại với nhau, chị P mới khai nhận có quan hệ tình cảm với anh Hát từ tháng 6 năm 2022. Đồng thời, chị P cũng thú nhận có quan hệ với Phạm Văn Minh, sinh năm 1983, trú ở xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2021. Trước khi xảy ra án mạng, Minh thấy chị P đi với anh hát, sau đó Minh đã ghen tuông, dọa sẽ cho biết tay. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Minh về tội đoạt mạng người và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Vụ án khiến cả ba gia đình đều bàng hoàng. Đây là một cảnh tượng rất đau xót. Cả nghi phạm nạn nhân đều đã có vợ con, nhưng vẫn bất chấp luân thường đạo lý đã gây ra cảnh đau lòng, người bỏ mạng kẻ vào tù. Người phụ nữ liên quan cũng đã có con, giờ phải chịu điều tiếng dư luận, giàn vặt của lương tâm. Vâng quý vị thân mến, làm thế nào để phát hiện sớm sốt xuất huyết? Đó là vấn đề mà khá nhiều người đang quan tâm. Triệu chứng sốt xuất huyết thường bị nhầm lẫn với các bệnh như là sốt, cảm hoặc là sốt phát ban đỏ, sốt siêu vi, COVID-19. Nếu không phát hiện và được chẩn đoán kịp thời, người bệnh có thể trở nặng, thậm chí tử vong. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, trưởng khoa sốt xuất huyết huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống chìa khóa để phân biệt sốt xuất huyết với sốt do COVID-19, sốt ở bệnh tay chân miệng hoặc là sốt thông thường. Theo bác sĩ Tuấn, đặc điểm sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột, thường là từ 39 đến 40 độ C, kèm dấu hiệu như da sung huyết và ửng đỏ. Người bệnh thường mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống kém. Sang ngày thứ ba đến ngày thứ sáu, người bệnh có biểu hiện xuất huyết tự nhiên trên cơ thể như chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu mũi, chảy máu cam, ói ra máu, đi tiêu phân đen hoặc là xuất huyết âm đạo bất thường ở bé gái tuổi dậy thì. Còn đối với COVID-19, triệu chứng thường là sốt nhẹ, nhưng nổi bật là các triệu chứng đường hô hấp như ho hắt hơi, đau họng, sổ mũi. Còn đối với sốt thông thường, do đi ngoài đường nóng về thì chỉ ấm ấm, không kèm theo những biểu hiện khác. Cùng theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, ở trong giai đoạn đầu, nếu chỉ phát hiện sốt mà không chú ý triệu chứng đi kèm, thì chúng ta rất dễ nhầm lẫn sốt xuất huyết với các loại sốt khác. Ở người bị sốt xuất huyết thường ngày thứ ba trở đi, người bệnh mới bắt đầu có khuynh hướng biểu hiện dấu hiệu xuất huyết trên cơ thể như các nốt chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu cam. Bác sĩ Tuấn cho hay, nếu người bệnh không có các nốt chấm xuất huyết ngoài để biết có bị sốt xuất huyết không, chúng ta có thể dùng nghiệm pháp dây thắt để phát hiện sớm dấu hiệu xuất huyết. Theo đó, chúng ta dùng một dây thắt là dây garo hoặc máy đo huyết áp bơm hơi lên và giữ ở vị trí chỉ số huyết áp trung bình ở phần cánh tay rồi thả ra. Sau đó, chúng ta quan sát ở vị trí chỗ dưới cuốn băng đo huyết áp ấy có nhiều chấm li ti nổi lên mà đè vào không mất đi. Đó là sốt xuất, xuất huyết. Trong khi đó, với những nốt mũi đốt, những vết phát ban khi mà đè căng ra xung quanh chúng sẽ mất đi. Tuy nhiên để có thể có kết quả chính xác có bị sốt xuất huyết không thì người bệnh nên làm thêm các xét nghiệm ở các phòng khám và bệnh viện. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, thuốc hạ sốt khá an toàn đặc biệt khi sốt cao, giúp giảm đau và mệt mỏi, giảm mất nước và giảm nguy cơ co giật cho trẻ dưới 6 tuổi khi trẻ có tiền sử sốt cao co giật. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc hạ sốt quá liều quy định có thể hại men gan, đặc biệt là bản thân sốt xuất huyết đã ảnh hưởng đến chức năng gan. Bác sĩ Tuấn khuyến cáo rằng, người bị sốt xuất huyết chỉ nên dùng thuốc hạ sốt khi sốt trên 39 độ C, còn dưới 39 độ C nên uống nước nhiều, lau mát hoặc quần áo thoáng mát. Người bệnh sốt xuất huyết đặc biệt không nên dùng thuốc aspirin, ibuprofen bởi có thể gây viêm loét dạ dày, dẫn đến xuất huyết và giảm tiểu cầu khiến tình trạng xuất huyết nặng hơn. Thưa quý vị và các bạn, vụ nổ đường ống Nord Stream đang khiến cho cả châu Âu bàng hoàng. Trong khi nhiều người đang măn khoăn về việc sửa chữa đường ống như thế nào, mất thời gian bao lâu, thì mới đây công ty vận hành dự án Nord Stream 2 cho biết có một yếu tố tự nhiên đã giúp khí không còn dò dỉ khỏi đường ống. Yếu tố đó là gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi. Ngày 1 tháng 10, cơ quan năng lượng Đan Mạch cho biết họ đã nhận được thông báo của công ty vận hành dự án Nord Stream 2 rằng áp suất nước dưới biển Baltic dường như đã ổn và hiện không còn khí thoát ra khỏi đường ống. Người phát ngôn Juris Liset của Nord Stream 2 nói rằng áp lực nước ít nhiều đã bịt kín các lỗ rò dỉ trên đường ống khi khí bên trong không thoát được ra ngoài. Cùng ngày, thông tin từ văn phòng thủ tướng Anh Liz cho biết bà đề nghị giúp Đan Mạch trong cuộc điều tra về các lỗi rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Thông tin này được công bố sau cuộc gặp của bà Truss với người đồng cấp Đan Mạch Mads Federisen. Theo thông báo, Thủ tướng Federation đã cập nhật cho Thủ tướng Anh về thiệt hại gây ra đối với đường ống Nord Stream vào tuần trước. Họ đồng ý rằng các sự cố rõ ràng là một hành động phá hoại. Thủ tướng Anh đã ngỏ lời hỗ trợ cho cuộc điều tra đang được tiến hành. Bốn vụ dò dỉ hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã được phát hiện trong tuần qua. Ngày 26 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Moscow quan ngại sâu sắc về tin tức và không lại chưa khả năng đã có những hành động phá hoại nhằm làm gián đoạn hoạt động của các đường ống. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin liên quan đến vụ động đất có độ lớn 5,7 làm dung chuyển phía Tây Nam Nhật Bản. Đến thời điểm hiện tại, rất may chưa ghi nhận thương vong nào về người cũng như không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra sáng ngày 2 tháng 10 ở thành phố Nichinan và được đánh giá ở mức thấp hơn cấp độ 5, theo thang động đất 7 cấp độ của nước này. Ngày 2 tháng 10, cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo một trận động đất có độ lớn 5,7 đã làm rung chuyển tỉnh Majayaki thuộc Tây Nam Nhật Bản và các khu vực khác. Theo cơ quan trên, động đất xảy ra vào 12 giờ 02 phút sáng cùng ngày ở thành phố Nishinan và được đánh giá ở mức độ thấp hơn cấp độ 5 theo thang động đất 7 cấp của Nhật Bản. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu khoảng 30 km ngoài khơi bán đảo Osumi. Động đất đã khiến thành phố Miyazaki cùng một số khu vực khác thuộc tỉnh cùng tên và các tỉnh lân cận như Ehime, Saga, Kumamoto, Oita và Kagoshima cảm nhận được rung lắc. Hiện tại chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại sau trận động đất và cũng không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Trong khi đó, nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima thông báo vẫn hoạt động bình thường những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày chúng tôi hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo